Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hải Nam sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cài đặt cũng như là cách sử dụng chiếc camera iMount. Thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký tài khoản, cách cài đặt camera Wi-Fi iMount kết nối với mạng internet để xem qua điện thoại. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn những cái cơ bản của chiếc camera iMount giống như là tính năng xoay 360 độ, rồi cài đặt chuyển động, cảnh báo chống trộm, rồi đàm thoại hai chiều và những các bước cài đặt để phát hiện thông báo chuyển động chống trộm. Để bắt đầu cài đặt chiếc camera iMount thì mọi người hãy kết nối nguồn điện của chiếc camera tới với lại ổ điện của mình. Khi mà camera nhấp nháy đèn sáng xanh như vậy thì mọi người bắt đầu cài đặt thôi. Đầu tiên để mà cài đặt chiếc camera iMount thì mình sẽ phải tải app iMount về. Nếu mà mọi người sử dụng iPad hay iPhone thì mọi người vào App Store, còn nếu sử dụng hệ điều hành Android ấy, giống như điện thoại Samsung hay là Oppo thì mọi người sẽ vào CH Play. Thì ở đây mình sẽ vào App Store, mọi người nhấp vào ô tìm kiếm và nhấp chọn với từ khóa là iMount. Đó, mọi người tải cái app iMount Live về. Đó, mọi người tải app iMount Live nhé. Cái này mình đã tải và cài đặt rồi nên là bây giờ mình sẽ mở thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đăng ký tài khoản iMount. Để mà sử dụng cài đặt chiếc camera được thì mọi người cần một tài khoản, và một tài khoản này thì có thể quản lý được nhiều chiếc camera, nên là mọi người đăng ký nhé. Khi mà quản lý bằng tài khoản thì nó sẽ bảo mật hơn và mọi người có thể chia sẻ cái camera dễ dàng hơn. Thì để đăng ký tài khoản thì mọi người nhấp vào chữ đăng ký, sẽ chọn khu vực Việt Nam. Ở đây mặc định đã nhận định cho mình Việt Nam, mình click vào chọn Việt Nam và bấm mũi tên tiếp tục. Ở đây thì mình sẽ đăng ký bằng số điện thoại hoặc là email. Ở đây nếu mà mọi người đăng ký số điện thoại thì mọi người khi mà chọn Việt Nam nó đã mặc định là 84, có nghĩa là mã vùng ở Việt Nam, thì mọi người điền số điện thoại ở đây thôi, điền số điện thoại chính xác để chút nữa iMount sẽ gửi cái mã xác nhận cho mình thì nó mới hoàn thiện cái việc đăng ký. Còn mọi người đăng ký email thì mọi người nhấp vào cái ô email ở bên dưới cuối cùng này. Đó, bây giờ thì mình sẽ đăng ký bằng email nhé. Mình sẽ điền email của mình vào. Rồi, ok. Cái này là mật khẩu của cái tài khoản của mình. Mật khẩu thì mình nên đặt mật khẩu bảo mật một chút nhé. Thì mình sẽ đặt chữ Hoa này. Hải Nam Camera A cộng 123 này. Đó. Thì đó, mình sẽ đặt mật khẩu như này. Rồi bên dưới mình sẽ gõ lại mật khẩu. Rồi, mọi người tiếp tục xong. Ở đây mọi người lưu ý nhé, điền chính xác cái địa chỉ email của mình để xác nhận, cũng giống như là điện thoại, điền chính xác cái email của mình để chút nữa iMount sẽ gửi cho mình cái mã xác nhận. Thì khi mà mình xác nhận xong thì mới đăng ký tài khoản thành công. Hoặc để ngày mai mà mình có đổi điện thoại hay là quên mật khẩu của cái tài khoản thì mình có thể lấy lại mật khẩu dễ dàng. Xong mình sẽ bấm tiếp tục nút mũi tên vàng. Và bây giờ thì mình sẽ check email để nhận cái mã xác nhận để kích hoạt thôi. Đây là cái mã xác nhận mà iMount gửi tới cho mình này. Đó, tài khoản iMount này. Cái mã xác nhận đó là cái mã code này của mình là 210493. Thì mọi người nhận được cái mã nào thì mọi người điền cái mã của mọi người nhé. 210493. Đó, sau khi mà điền cái mã xác nhận vào đó, mình bấm nút tiếp tục mũi tên này. Mình không cần đăng ký nhận bản tin đâu. Ok, cái này nếu mà mình cài camera cho nhà thì mình để nhà, hoặc là công ty cửa hàng thì mình để phân biệt thôi, không có gì hết. Sau đó ok. Rồi, vậy là mình đã đăng ký thành công rồi. Mọi người nếu mà ai có tài khoản rồi thì mọi người chỉ việc đăng nhập thôi, còn nếu mà mọi người bắt đầu sử dụng camera thì mình cần đăng ký. Thì những cái bước đăng ký thì giống như là mình vừa chia sẻ đó. Thì khi mà cắm điện vô chiếc camera nó sẽ quay khởi động như vậy. Mọi người đợi tới chiếc camera đèn xanh thì bắt đầu mình sẽ thao tác cài đặt. Đây, camera đã báo đèn xanh rồi. Ở đây là mình đang cài đặt với mẫu
camera i-mount trong nhà A424M. Thì mọi người cài đặt dòng ngoài trời hay là những cái mẫu khác thì mọi người cũng làm tương tự thôi. Để cài đặt chiếc camera i-mount này thì mình sẽ bắt đầu thêm ở giữa màn hình hoặc là bên góc phải, nó sẽ có một cái dấu cộng đó, mọi người bấm vào đấy để thêm. Khi mà đèn đã nhấp nháy là mọi người bắt đầu cài đặt này. Đó, mình sẽ bấm vào thêm. Tất cả các dòng camera, mỗi dòng camera nó sẽ có một cái ID. ID của camera và một cái mã QR code. Khi mà mình quét nó sẽ tự động nó thêm cái ID vào cái phần mềm ứng dụng của mình. Ở đây thì mình cài cái dòng i-mount A424M. Thì mọi người cài cái dòng khác thì mọi người cũng làm y chang như vậy thôi. Dòng ngoài trời hay trong nhà thì mọi người cũng làm tương tự như vậy. Đó, bây giờ nó đã nhận được cái mã ID của camera này rồi này, A42 này. Mọi người sẽ bấm tiếp tục. Bấm tiếp theo. Chọn kết nối. Ở đây có một lưu ý là nếu mà mọi người mà cài đặt làm theo như mình mà không được thì mọi người hãy reset lại chiếc camera để rồi làm thao tác y chang như là cái video này mình hướng dẫn nhé. Để reset chiếc camera này á, thì mọi người sẽ đây, kéo cái ống kính nó lên. Ngay chỗ thẻ nhớ nó có chữ reset này, mọi người nhấn và giữ ở đây tầm 10 giây. Rồi khi mà camera khởi động nháy đèn xanh thì mình sẽ tiếp tục cài lại. Đây bây giờ mình sẽ chọn mạng wifi cho nó này. Đó. Mật khẩu lấy mình nhập rồi nó lưu lại này, mật khẩu của mình này. Còn mọi người nhớ nhập mật khẩu của nhà mọi người nhé. Bấm tiếp theo. Rồi bây giờ đợi tầm 1 đến 2 phút để camera kết nối. Bây giờ là camera đang kết nối tới mạng wifi của nhà mình. Rồi, bây giờ là đã xong rồi. Bây giờ mình chọn cái khu vực mình để camera thôi. Mình có thể là đại sảnh đi. Rồi. Này mình chọn múi giờ cho camera nhé. Để khi mà mình xem camera nó sẽ ra cái giờ chính xác. Thì cái múi giờ UTC cộng 7 này thì nó cũng chính xác rồi, nhưng mà mình chọn Hồ Chí Minh ấy. Đó là đúng cái giờ của mình luôn. Bấm xong. Cái này thì đang hỏi mình xem là mình có muốn sử dụng lưu trữ đám mây này, 7 ngày lưu trữ đám mây miễn phí này, thì cái này mình không cần. Đa phần nó là sử dụng camera này thì mọi người gắn thẻ nhớ để lưu trữ là nó cũng ok rồi. Còn ai mà muốn mà bảo mật hơn thì có thể là xài thẻ nhớ và lưu trữ đám mây luôn. Đó, như vậy là mình đã cài đặt xong chiếc camera i-mount A42 thì trên điện thoại. Để mà xem thì mọi người sẽ bấm trực tiếp vào cái đó, mọi người nhấp vào đây để xem thôi. Đó, đây là độ phân giải đang là 4M nhá. Mọi người có thể, nếu mà muốn điều chỉnh chẳng hạn như là camera khi mà coi mà nó bị lắc á, thì mọi người có thể điều chỉnh giảm độ phân giải xuống. Mạng nó yếu thì có thể là camera xem nó sẽ bị nhòe, bị lắc, bị giật, thì mọi người giảm xuống 1080. Thì lúc này độ phân giải của nó là 1080 thì hình nó sẽ mờ hơn một chút xíu nhưng mà nó sẽ ổn định hơn. Còn khi nào mạng mạnh hơn thì mình chọn 4M. Đó. Đó, đây là cái hình ảnh 4M của mình. Bây giờ mình sẽ xoay ngang ra. Mình sẽ xoay ngang màn hình. Đó. Đây là cái hình ảnh của chiếc camera i-mount 4M mình đã cài đặt xong rồi. Thì ở đây thì sẽ có những cái tính năng cơ bản thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Thì ở đây nếu chiếc camera này hỗ trợ xoay 360 độ, mọi người sẽ bấm muốn xoay 360 độ này, mọi người sẽ nhấp vào đây. Đó. Đó. Quay quét trái phải. Đó. Đó, quay vòng vòng vậy thôi, rất là đơn giản. Mọi người có thể điều khiển từ xa, lên này, ngang này, xuống này. Khi mà lắp ở một góc đó, thì mình muốn xem các vị trí khác đó, thì nó sẽ tổng quan hơn. Đó. Kéo xuống, kéo lên, kéo xuống. Ok. Và tính năng đàm thoại đó là tính năng xoay 360 độ. Còn ở đây thì mình sẽ mở loa. Ở đây nó có nút loa, dòng này nó có thu âm và có phát ra tiếng động. Trên camera nó có loa và khi mà mình muốn nghe chiếc camera nó thu âm lại thì mình sẽ mở này lên, mở cái nút này lên. Đó, ở đây là do nó quá gần nên là nó sẽ bị vọng đó mọi người.
Đó, mở nút này lên đó, mở cái nút loa này lên đó, là mọi người sẽ nghe được cái tiếng mà camera nó thu lại ở cái vị trí lắp đặt nhá. Còn mọi người muốn nói thì nhấp vào cái ôm mic này. Đó. Xin chào mọi người. Đó, thì mọi người nói thì cái camera nó sẽ phát ra cái loa vậy á. Vì ở đây mình test nó gần quá nên là nó hay bị vọng lắm. Đây là cái nút để mình có thể nói chuyện trực tiếp đàm thoại hai chiều với chiếc camera này. Còn ở đây á, là mình có thể ghi một đoạn video mà chiếc camera nó quay lại. Đó, đây là chụp hình chiếc camera. Ở đây là lưu đám mây này và setup thẻ nhớ ở đây. Đó. Còn mình muốn cài đặt chiếc camera thì mọi người sẽ xoay lại cái màn hình là mình mới cài đặt được. Đây, ở bên góc phải nó sẽ có cái phần cài đặt này. Đó. Ở đây nó sẽ có cài đặt thông báo này. Đó, thông báo thì mình đang bật rồi này. Thông báo thì khi mà mình bật cái thông báo này lên á, là khi mà có người đi vào cái khu vực mà camera nó quay được á, thì nó sẽ thông báo qua cái điện thoại của mình. Giống như là những cái ứng dụng Zalo hay là Facebook các mọi người. Đó, thông báo bằng hình ảnh này. Hoặc là bật thông báo ngoại tuyến lên khi nào mà mạng nó chập chờn mà camera nó bị offline á, thì nó cũng thông báo cho mình thông qua cái ứng dụng luôn. Đó là phần thông báo, còn đây là phần phát hiện chuyển động. Phát hiện chuyển động á, thì nó sẽ có là đó, thì mình bật lên thì khi mà có người đi vô vùng camera quan sát á, thì nó sẽ thông báo hoặc là hú. Đây, bật theo dõi thông minh thì tính năng này khi được kích hoạt này, đó bật phát hiện. À, cái này là lịch. Cái app này nó bằng tiếng Việt nên là mọi người có thể vào vọc thoải mái nhé. Mọi người vọc mà không may camera bị offline hay là có vấn đề gì mà coi không được đó, thì mọi người cứ reset rồi cài đặt những cái bước như mình hướng dẫn là ok. Ở đây nó có cái âm báo này, đó. Đây là liên kết báo động này, bằng âm thanh này, âm thanh này, âm thanh bất thường này. Đó, khi mà bật lên nó sẽ lớn nhỏ, đó mình sẽ set up ở đây. Đó. Đó, này là camera theo dõi theo cái cánh tay của mình này, đây này, mình. Đó, đây là mình xoay camera trước này. Đó. Nó sẽ tự động nó theo dõi nhé. Đó. Đó. Nó theo theo dõi chuyển động, có chuyển động thì nó sẽ theo theo dõi theo. Đó, đồng thời là có loa hú và nó sẽ báo tin nhắn qua cho mình này. Đó là cái tính năng mà chuyển thông báo chuyển động rất là thông minh, nó hỗ trợ chống trộm rất là tốt luôn mọi người. Đó. Rồi tiếp tục vào phần cài đặt để mình coi còn cái nào nữa không. Lưu trữ thì cái này nó là thẻ nhớ này, khi mà mọi người gắn thẻ nhớ thì nó sẽ có phần cài đặt trong này. Chế độ riêng tư là khi mọi người bật lên đó là chiếc camera nó sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Về là cảnh báo thông minh này. Ok. Cơ bản là khi mà mọi người sử dụng những cái tính năng hoặc là những cái cài đặt như vậy nó cũng khá là đầy đủ rồi đó mọi người. Còn khi mà mọi người muốn vọc á, thì mọi người cứ vào vọc thoải mái thôi. Nếu mà chiếc camera nó bị offline thì mọi người cứ làm theo hướng dẫn như ban đầu của mình, reset và cài lại là ok. Đó. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách cài đặt cũng như là cách đăng ký tài khoản cũng như là cách sử dụng chiếc camera iMount rồi. Nếu mà mọi người thấy video này bổ ích hoặc là hướng dẫn cho mọi người làm ok thì cho mình xin một like và hãy đăng ký kênh của mình để có thể xem nhiều video của mình hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.